Ý bảo gửi gửi đến mùi thơm này mò ra mà ăn chứ gọi gì thế thôi. Ăn thật. Thôi, về ra. Rồi, chờ một rồi. Để anh xúc cho em nhé. Thôi rồi, xong. Tôi đi rồi. Đang edit cho anh nghe. Thôi ra đây anh nối bạn. Ôi, còn cái lịt rồi các bạn ạ. Nói chung là ra sảnh một phút cái là còn cái lịt. Cái mùi thơm người ta về. Anh hơi lên phải ra nhé. Đúng còn hai thì mà anh để ăn luôn không phải để này. Ở đây đây. Ui giời. Ta gì ấy. Dắt đi em. Hả? Nó cơm. Để cho bạn. Ôi, có nhiều để ăn nhiều, có ít thì ăn ít. Có nhiều ăn nhiều. À, chia nhá, từ từ. Cái này là của anh này. Ok. Trong. Này của anh rồi. Cái này của em này. Ngạt hạt ở đây, cái này của em này. Cái này, cái này của anh. Được chưa? Cái em đắng ăn làm gì không biết. Cái này của em nha. Ớt rồi. Cái này của anh này. Được. Cái này của em này. Cái này của anh này. Nó ngó chạy đấy. Cái này của em này. Cái này của anh này. Rồi, còn cái cục này nhá. Đây, đây, đây. Quay này. Thôi, tập bếp. Tập bếp nhá. Không ăn nữa. Mình không ăn nữa. Mời các bạn ăn nhá. Được đúng không? Không gian này còn. Đúng rồi, không gian cái gì ngon con gì đó thì hết. Đông con hơn đông của mà. Đấy là anh em mình còn xòe xòa cho nhau chứ không thì đúng ra mình anh bảo là phải đếm từng hạt chia nó mới đều. Thế được rồi đi. Đấy. Ra sao thế là ngon đấy mình. Ăn đây. Mày. Ăn. Mình nhọc. Ăn đấy này. Cái quán ăn này chứ. Ăn đi không đi ăn trộm ấy. Chào cà chua. Người chào. Ngon. Ăn người khô này. Chung. Nhiều con đây đúng rồi nhiều con lắm ạ. Cái ga bỏ đâu mà. Dạ. Sống gì mà. Ngon ngon được thiệt không? Dạ nào giờ bây giờ mình cũng bảy đánh của người ta cũng được cái gì. Bác ít ấy nhỉ. Ăn gì như thường luôn. Nhà đến 15 người thì có người bảy đánh không ạ. Đưa đấy. Nhà nào giờ có 10 người cay anh em mình biết thì. Phải là biết thì ăn thì biết. Dạ. Nói chung là anh em tuy nó ít nhưng mà ăn nó ấm cái lòng. Ngon. Đúng không? Tôi biến đường tắt đi thì nói nó ồn ồn. Ra đây ngồi đi. Anh tắt ngoài ư. Thật ra mình nói mà nghe. Không tắt nào mà tiến thôi. Nghe làm gì? Đây nói mình đấy không nghe được. Các bạn có nói cho anh nghe đúng không? Người ăn sáng. Các bạn không nghe được. Đúng rồi, ăn đêm mọi người. À, nghe được mà. Nghe. Làm ống nước.